Cũng trong sáng nay, tại nhà văn hóa xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh, tổ đại biểu số 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh ứng cử tại huyện Yên Khánh và tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã tiếp xúc cử tri ba xã Khánh Cường, Khánh Mậu và Khánh Thủy. Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Thị Hồng Thanh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy Kim Sơn, lãnh đạo một số sở ban ngành và huyện Yên Khánh. Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cử tri các xã đã đưa ra các ý kiến, đề xuất, kiến nghị những vấn đề mà đông đảo người dân quan tâm. Cử tri xã Khánh Cường phản ánh, trong năm 2021, nhờ chính sách hỗ trợ của tỉnh và huyện cùng sự chung sức của nhân dân nên xã đã được tỉnh công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Tuy nhiên, hiện nay Trung ương chưa ban hành tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Do vậy, đề nghị sớm ban hành tiêu chí, đồng thời quan tâm thêm để các địa phương có điều kiện, động lực hoàn thành các tiêu chí. Cử tri cũng mong muốn Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp tiếp tục có những quyết sách phù hợp với từng vùng miền nhằm đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp, nhất là lúa chất lượng cao, sản phẩm đặc trưng đạt tiêu chuẩn OCOP để nâng cao giá trị, có chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Đại diện cử tri Khánh Thủy nêu, hiện nay, tình trạng được mùa mất giá vẫn đang xảy ra. Giá vật tư đầu vào tăng cao, thu nhập bình quân đầu người thấp. Do vậy, mong muốn tỉnh và huyện có chính sách bình ổn, hỗ trợ các hợp tác xã xây dựng cơ sở hạ tầng, kiên cố hóa kênh mương, tiếp cận thêm nhiều các tiến bộ khoa kỹ thuật, quy hoạch thêm vùng sản xuất lúa hữu cơ cho các xã. Cử tri xã Khánh Mậu phản ánh, trên đường 481B đoạn qua chợ Cát bị xuống cấp, đề nghị các đơn vị có liên quan sớm sửa chữa để nhân dân đi lại thuận tiện. Thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhiều tuyến đường trục liên thôn, xóm được mở rộng, đề nghị ngành điện sớm có phương án di chuyển các cột điện vào bên trong để đảm bảo an toàn giao thông. Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân huyện Yên Khánh đã cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các cử tri, đồng thời tiếp thu, giải trình, làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, tổ đại biểu sẽ tổng hợp trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới.